là lực lượng trên tuyến đầu chống COVID-19, ngăn chặn người vượt biên trái phép có thể mang theo dịch bệnh vào Việt Nam qua biên giới. Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng phải vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Với các cán bộ chiến sĩ tại tỉnh Quảng Ninh nói chung và đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô nói riêng, nhiều ngày qua rừng là nhà và liều bạt là nơi để nghỉ ngơi, không kể ngày đêm căng mình bám đường biên, mốc giới để kiểm soát tình hình lây lan của dịch COVID-19. Trên tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc và mong muốn chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, Thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng cùng Tăng Ni Phật tử và các nhà hảo tâm đã tới thăm hỏi, động viên tinh thần, tặng quà các chiến sĩ ở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tiếp nhận vật tư y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu tổng trị giá 250 triệu đồng do Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng trao tặng, góp phần hỗ trợ động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Thầy Thích Trúc Thái Minh, đại diện cho Chư Tăng, Phật tử Chùa Ba Vàng cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 50 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cơ bản như lương thực, thuốc, khẩu trang kháng khuẩn, v.v. Với mong muốn tiếp thêm năng lượng, giúp các chiến sĩ được đảm bảo sức khỏe trong mùa đại dịch. Cảm kích trước sự quan tâm của nhà chùa, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chia sẻ. Trước hết, thay mặt cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng cảm ơn những tình cảm của sư thầy, những tình cảm của bà con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng đã dành tình cảm quý báu động viên cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Thì qua đây là cũng góp phần để các động viên cán bộ chiến sĩ phấn đấu vượt mọi khó khăn gian khổ và có một cái sức khỏe, có một cái tâm thế tốt để tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân trong cái cuộc chiến này. Bên cạnh đó, tại đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, đoàn đã gửi tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày tới các cán bộ chiến sĩ. Tại đây, Thầy Thích Trúc Thái Minh đã trực tiếp đến một số chốt chống dịch dã chiến để động viên, thăm hỏi và trao quà cho các cán bộ chiến sĩ. Đóng quân ở nơi núi cao, vực sâu vùng Đông Bắc của Tổ quốc, đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô được coi là lá chắn biên nải, bảo vệ vùng núi rừng dọc tuyến biên giới Việt Trung. Từ khi dịch COVID-19 xâm nhập Việt Nam, cán bộ chiến sĩ ngày tuần tra, đêm phục kích, cảnh giác cao độ, ngăn chặn kịp thời người nước ngoài xâm nhập theo đường mòn, lối mở. Cái khó khăn trong quá trình hiện nay, thứ nhất là về cái khí hậu thời tiết thì thứ nhất là mưa, phùn, gió bắc, trời mù. Cái tầm quan sát và cơ động lực lượng về cái khí hậu thì nhiều lúc cũng gặp nhiều cái khó khăn. Thứ hai nữa là về cái đoạn biên giới, hiện nay của trạm kiểm soát biên phòng Đồng Văn quản lý là 9,5 km. Rất nhiều cái lối mở tự phát của bà con giữa hai bên biên giới đi qua lại, nên là lực lượng của trạm là phải thường xuyên túc trực 24/24 trên biên giới, và những cái điểm trọng yếu mà những cái lối mở mà bà con tự phát để đi lại thì trạm đã ngăn chặn tất cả các hoạt động từ khi thành lập các chốt. Đối với cá nhân mình thì cũng rất mong mọi người là chấp hành nghiêm cái quy định của chính phủ. Đấy là tự bản thân từng người một ý thức về cái tác hại của cái dịch bệnh này nó như thế nào. Mình phải hiểu được cái nguy cơ tác hại và cách phòng chừa của từng cá nhân một. Trực tiếp đi đến thăm các cán bộ chiến sĩ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô. Cùng với đó là chứng kiến cuộc sống ăn láng ngủ rừng và lắng nghe những tâm sự của các chiến sĩ bộ đội biên phòng, Thầy trụ trì cảm động chia sẻ. Thầy thì cũng được biết các chiến sĩ bộ đội biên phòng của tỉnh Quảng Ninh trong cái giai đoạn đại dịch Covid này, anh em cũng rất là vất vả, phải trực trên các cái chốt và các cái điểm cao và rất là thiếu thốn khó khăn. Anh em phải trực trên đấy để cùng với toàn đảng, toàn dân để mà phòng chống cái dịch này. Thế thì hôm nay thì phái đoàn của chùa đi thì với cái tinh thần là động viên tinh thần của cán bộ chiến sĩ vùng biên giới là chính. Thế thì mong rằng với cái tình cảm của những người ở hậu phương gửi đến các chiến sĩ thì các chiến sĩ sẽ có thêm cái sức mạnh
để giữ vững ý chí, để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cả cái sự xâm nhập của dịch, để cùng với toàn dân để phòng chống dịch cho nó tốt và sớm được đẩy lùi cái dịch COVID này. Trước tiên thì cũng thay mặt anh em cán bộ chiến sĩ ở trong các chốt làm nhiệm vụ trên biên giới tại trạm kiểm soát biên phòng Đồng Văn là cảm ơn nhà chùa đã quan tâm đến động viên anh em thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Thì cũng xin hứa với mọi người là anh em ở trên đây sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ và ngăn chặn tất cả những cái hành vi vi phạm pháp luật. Khó khăn là vậy, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh nói chung và đồn biên phòng huyện Hoành Mô nói riêng đã góp phần quan trọng cùng chính phủ và nhân dân cả nước nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, việc đảm bảo sức khỏe, đời sống cho cán bộ chiến sĩ là điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Tuy rằng, phần quà gửi đến các cán bộ chiến sĩ về giá trị vật chất không nhiều, nhưng trong đó, gửi gắm tấm lòng yêu quý, biết ơn của Tăng Ni, Phật tử Chùa Ba Vàng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung trước sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ. Mong rằng các cán bộ chiến sĩ luôn giữ vững tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nghiêm túc, chủ động sẵn sàng tham gia và luôn là điểm tựa giúp người dân vượt qua đại dịch COVID-19.